Còn cảnh chi tiết mẫu xe số 125 phân khối của SYM, SYM Star X125 EFI. Đây là mẫu xe máy 125 phân khối đầu tiên của SYM tại thị trường Việt Nam. Star X125 có chiều dài là 1965mm, rộng 720mm và cao 1125mm, chiều cao yên là 140mm và trọng lượng khô là 107kg. So với chiếc côn tay Exciter 150 của Yamaha, xe có thiết kế bề thế hơn nhờ chiều dài tương đương, nhưng thân xe rộng hơn 50mm và cao hơn 45mm. SYM Star X gây ấn tượng với bộ khung ống thép tương tự như những mẫu xe của Ducati, tạo nên sự mạnh mẽ và dữ dằn hơn cho chiếc xe. Mẫu xe này có hình dáng khí động học toàn diện với phần đầu xe thu nhọn cùng dàn bắn led tích hợp đèn xi nhan. Mặt nạ màn hình chữ V lớn đi kèm logo SYM ở chính giữa đầu xe. Đuôi xe với cụm đèn hậu lớn. Đèn xi nhan dạng hình ngũ giác nằm tách biệt đối xứng hai bên. Tay nắm đuôi xe làm bằng kim loại, thiết kế vách lên cao. Cụm đồng hồ Contourmate có kiểu dáng góc cạnh nịnh mắt, thêm đặc đáo với phòng đồng hồ hiển thị vòng tua máy, là chi tiết khá hiếm thấy trên những dòng xe phổ thông kiểu dáng Indobol. Nhiều thông số kỹ thuật cần thiết dễ nắm bắt qua màn hình LCD tinh thể lỏng hiện đại. Xe được trang bị bộ vành 17 inch, giảm xóc trước là loại giảm chấn thị lực cùng với phanh đĩa. Bánh trước có kích thước là 70-90. Cùng với đó, giảm xóc sau là loại lò xo trụ có bình dầu. Phanh sau là loại phanh đùm và lốp sau có kích thước là 80-90. Star X125 EFI sử dụng động cơ Evotec với xi lanh đơn 4 kỳ SOHC, làm mát bằng gió, dung tích 123cc, đạt công suất là 9,3 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 10,8 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng trên phút. Star X125 là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được SYM trang bị hệ thống phun xăng điện tử EFI thế hệ mới nhất, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Theo công bố của nhà sản xuất, khi chạy thử nghiệm ở tốc độ 45 km/h, xe tiêu thụ mức nhiên liệu là 1,4 lít cho 100 km, với bình xăng dung tích là 3,6 lít. Tại thị trường Việt Nam, hãng xe máy SYM Đài Loan đang phân phối mẫu xe này với giá bán là 25,6 triệu đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Mô Tô. Đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo.